Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình tham gia guild chiến, và trong lúc mình giới thiệu về nó mình sẽ để các code Christmas cho các bạn xem ai chơi nhật thì nhật nha. Cái guild chiến này thì cho báo danh thứ 3, 5 và chủ nhật lúc 12 giờ cho đến 19 giờ 45 phút. Và sẽ diễn ra lúc 20 giờ trong game vào các ngày thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. Như các bạn thấy 20 giờ trong game mà chuyển sang bên giờ Việt Nam mình là 8 giờ sáng. Nó sẽ trễ hơn bên mình là 12 giờ, tức là 8 giờ sáng thứ tư mình sẽ tham gia guild chiến thì bên nó chỉ mới 20 giờ thứ ba thôi. Và cái này thì các bạn cần phải báo danh mới hưởng được thưởng nha, chứ không phải guild bạn tham gia đánh thì dù bạn không tham gia nhưng vẫn được thưởng. Các bạn có thể vào phần guild chiến bấm vào dấu chấm hỏi để xem thêm là bao nhiêu điểm thì lọt vào top bao nhiêu nha.
thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.